Hi, xin chào mọi người. Trong video này mình muốn chia sẻ mọi người tất cả những cái stock mà mình đang có ở trên portfolio Robinhood của mình. Thì trong cái portfolio này mình có khoảng hơn 20 mấy cái stock, bắt đầu cách đây khoảng 6 tháng trước. Mỗi tháng mình bỏ vào thêm tiền để mà mua thêm stock, và bây giờ mình đã có hơn 20 mấy cái stock ở trong portfolio này rồi. Thì đây là cái portfolio của mình, hiện tại bây giờ giá của nó là khoảng hơn 20.000 rồi. Start cách đây khoảng 5 tháng, bắt đầu với 5.000 đồng và mình tiếp tục bỏ tiền vào thêm hàng tháng để mà mua thêm stock. Và mình cũng có rất là nhiều stock ở trong cái portfolio này. Trong vòng 6 tháng rồi, cái mức return của mình là khoảng 5.7%. Nhưng mà các bạn nhớ một điều là mình bắt đầu với 5.000 đồng, không phải là mười mấy ngàn, cho nên là cái return thực sự của account này là từ 8-10% trong vòng 5-6 tháng rồi. Cũng rất là happy với cái return như thế này. Thì mình muốn cho mọi người xem tất cả những cái stock mà mình đang có này. Đầu tiên mình có Ford 28 share. Cái stock này mình mua và nó lên rất là cao, nhưng bây giờ nó đã pullback rất là mạnh. Rất là tin tưởng về công ty Ford này. Có thể trong vòng một vài tháng tới đây nó sẽ tiếp tục trade sideways hoặc là xuống một chút xíu. Nhưng mà mình tin tưởng là khoảng 2-3 năm sau, khi mà những cái products của công ty này ra mắt nhiều hơn, và đặc biệt là những cái sản phẩm về xe điện của nó ra mắt với thị trường và nhiều người tiêu dùng, thì mình chắc là cái stock này sẽ lên lại rất là nhiều. Giá của nó bây giờ chỉ là 13 đồng thôi và mình đang lỗ khoảng 2%, hơn 3% một chút xíu. Nhưng mà mình đang có plan là sẽ mua thêm Ford trong thời gian tới đây nếu mà nó tiếp tục rớt xuống thêm. Stock thứ hai đó là AMD, cũng là một trong những cái position rất là lớn ở trong cái portfolio này. Thì AMD là một cái growth stock, nó không trả tiền dividend cho mọi người, nhưng mà cái mức growth của nó rất là nhanh. Với công ty này, mức phát triển về doanh thu của nó hàng năm là khoảng 100%, có nghĩa gần như là double. Với cái stock này mình mua hơn 7 xe với giá là 81 đồng, bây giờ giá nó là 110 đồng, mua cách đây khoảng 4 tháng thôi. Đó là một cái dip cũng rất là tốt để mà mua vào, khoảng 80-81 đồng. Và bây giờ đã lời hơn 36% rồi. Stock tiếp theo đó là Apple, một trong những công ty mình nghĩ là không thể thiếu ở trong bất kỳ cái portfolio nào, đặc biệt là cho những người muốn retire. Thì mình cũng mua nó với giá cũng rất là ok, khi mà nó dip với giá là 119, gần 120 đồng, và bây giờ cũng lời hơn 24%. Stock tiếp theo đó là PepsiCo. Thì đây là một công ty rất là boring, nó không có lên nhiều. Trong vòng 5 năm vừa qua, cái mức return của nó chỉ là 44% thôi, nhưng mà cái dividend yield của nó cũng rất là tốt. Khoảng hơn 3% khi mà mình mua, bây giờ mình đã lời hơn khoảng 18% từ cái stock này, mua với giá là 132 đồng cách đây khoảng 5 tháng trước, 132 đồng khi mà nó dip mạnh. Và mình tin tưởng là long term nó sẽ vẫn không có đi về đâu hết, với cái mức dividend yield cũng rất là ok. Có nhiều bạn chọn Coca-Cola thay vì PepsiCo, nhưng mà mình thích cái PepsiCo hơn, tại vì nó cũng phát triển một chút xíu so với là Coca-Cola. Coca-Cola trong suốt nhiều năm vừa rồi, cái doanh thu của nó dậm chân tại chỗ, nhưng mà với PepsiCo nó vẫn tăng lên hàng năm, nó đang chiếm được rất là nhiều market share của Coca-Cola. Stock tiếp theo đó là Costco. Thì đây là một công ty mà mình dùng sản phẩm của nó, đó là lý do tại sao mình mua cái stock này. Và vừa rồi khi mà nó dip cũng rất là mạnh mọi người, mình nhớ là cách đây khoảng 6-7 tháng trước, khi mà giá của nó lên rất là cao, khoảng nè gần 400 đồng ha, thì nó pullback all the way xuống là khoảng 320 mấy, thì mình đã nhảy vào mình mua 500 đồng, không có nhiều tiền, tại vì lúc đó mình start cái portfolio này là khoảng 5.000 đồng thôi. Và bây giờ thì cũng có được hơn khoảng 38% return rồi. Tuy là những cái stock này nó chạy rất là chậm, các bạn thấy là một ngày nó lên được khoảng 0.2%, 0.3%, nhưng mà về long term, nếu mà một tuần nó chỉ cần lên 1% thôi, một tháng nó đã lên được 4% rồi, và 3 tháng nó đã lên được 12% rồi. Và đặc biệt là những cái công ty này, những stock này rất là an toàn khi mà mình mua và giữ long term. Cho nên là mỗi lần mà những cái stock mà mình đang giữ này nó dip xuống khoảng từ 5-7%, mình lại nhảy vào mình mua một ít, khoảng vài trăm đồng thôi. Tại vì mỗi tháng mình bỏ vào khoảng vài trăm đồng, gần 1.000 đồng để mà chọn những cái stock mà thời gian mà nó bị dip xuống thì mình nhảy vào mình mua. Đó là cách để mà mình build cái portfolio này. Stock tiếp theo, Lockheed Martin. Thì với cái stock này, thời gian vừa rồi nó lên lại gần 400 đồng ha mọi người. Nó lên gần 400 đồng. Cái stock này, và bây giờ thì nó đã pullback lại một chút xíu rồi, khoảng 350 thôi, và mình vẫn có hơn một xe, 11 xe rưỡi của Lockheed Martin. Với stock này mình vẫn còn lời khoảng 5%, nhưng mà đặc biệt là cái dividend yield của nó cũng rất là cao, khoảng gần 3%. Đây là một công ty rất là lâu đời rồi, sản xuất những chiếc máy bay chiến đấu cũng như là một số cái vũ khí cho quân đội. Stock tiếp theo đó là Johnson & Johnson. Thì Johnson & Johnson mình cũng lời được khoảng hơn 10%. Giá của nó bây giờ là 176 đồng, và mình sẽ không mua cái stock này vào lúc này, tại vì giá của nó hơi cao. Tiếp theo đó là Berkshire Hathaway. Với cái stock này thì nó không có trả tiền dividend, nhưng mà cái value của nó hiện tại bây giờ rất là rẻ, cho nên đó là lý do tại sao mình mua cái stock này, mua hơn 500 đồng, bây giờ cũng lời hơn gần 10%.
stock tiếp theo nữa, đó là Ox Investment. Đây là một cái ETF của Cathie Wood. Với cái ETF này mình bỏ vào 700 đồng trong vòng 3-4 tháng rồi, nó không có đi đâu hết, nó trade sideways, cứ lên xuống như vậy thôi. Realty Income là một trong những cái stock mình mua đầu tiên khi mà mình bắt đầu cái portfolio này, và bây giờ cũng lời được khoảng hơn 13%. Một cái monthly dividend, dividend yield của nó hiện tại bây giờ là khoảng 4%, gần 4%. MPLS là một cái stock về oil. Thì với các stock này mình mua cũng với 500 đồng, bây giờ lời được khoảng 7%. Và đây là một cái stock mà nó trả tiền dividend rất là cao mọi người. Mình đã nhận được 2 lần dividend của cái stock này rồi. Mỗi lần là khoảng 12 đồng, gần 13 đồng. Rất là nhiều. 3 tháng nó sẽ trả cho mình khoảng 12-13 đồng, cho dù là cái stock này nó lên xuống như thế nào. Vừa rồi cách đây ngày hôm qua, hôm trước thì mình vừa nhận thêm được khoảng gần 13 đồng nữa. Rất là vui với cái stock này. Tuy là nó không có lên nhiều nhưng mà nó trả tiền dividend ra. Enterprise Product thì cái stock này mình vừa mới mua, lúc đầu mình mua khoảng 200 đồng và bây giờ mình cũng đã mua thêm khoảng 5-6 share của cái stock này nữa. Dividend yield của nó hiện tại bây giờ là khoảng 8%, và vừa rồi mình cũng vừa nhận được cái dividend của cái stock này luôn, khoảng hơn 3 đồng, gần 4 đồng. Pfizer là một cái stock mà có rất là nhiều tranh cãi khi mà mình mua cái stock này, mua với mức giá là khoảng 38, gần 39 đồng, bây giờ lời 25% rồi. Lúc trước mua ai cũng cản mình, bây giờ cũng lời được rồi. Nó đang có một cái dividend chuẩn bị trả cho mình này, vào tháng 9 này khoảng 2 đồng này. JP Morgan cũng là một cái position mới, mua cũng rất là nhiều người tranh cãi và bây giờ cũng lời hơn 7% rồi. Một trong những cái sector rất là rẻ ở trong cái market vào lúc này. Amazon, thì với Amazon thì vừa rồi nó dip rất là mạnh mọi người. Lúc trước mình lời khoảng gần 10% nhưng mà nó dip một phát hơn 10% trong vòng khoảng 2 tuần vừa rồi. Bây giờ đã lỗ một chút xíu rồi, nhưng mà đây là một cái long term và một cái growth stock mà mình rất là tin tưởng trong những năm tới đây, nó sẽ tiếp tục phát triển rất là nhanh. Intel cũng là một cái position mới, cũng có rất là nhiều người tranh cãi với mình với Intel. Thay vì mua Intel tại sao không mua MU là cái Micron Technology hay là AMD, thì mình đã có AMD rồi, thì bây giờ mình mua Intel tại vì mình nghĩ đây là một công ty undervalue và hiện tại bây giờ nó cũng trả tiền dividend luôn. Đó là lý do tại sao mình mua Intel vẫn bị lỗ một chút xíu khoảng 2%, thêm một cái dividend chuẩn bị trả cho mình luôn. Rất là vui phải không mọi người? NextEra Energy thì đây cũng là một cái stock mà lúc trước khi mình mới mua, bỏ vào 500 đồng mua thì nó xuống, nhưng bây giờ nó đã recover lại rồi, lời được khoảng hơn 12% rồi, cũng có dividend luôn khoảng gần 2 chấm. Disney thì với Disney là một cái stock mà mình suy nghĩ rất là long term, từ khoảng 5 đến 7 năm. Cho nên là những tháng tới đây hoặc là một vài năm tới đây, nếu mà nó trade sideways hay là cái gì thì mình cũng để như vậy thôi, không có gì phải lo lắng hết. Khoảng 5-7 năm sau thì các bạn sẽ thấy là cái công ty này sẽ như thế nào thôi. Hiện tại bây giờ cũng lời khoảng hơn 2% và mình sẽ tiếp tục giữ cái stock này, giữ cho con, đến đời con đời cháu mình luôn. Với Disney này, Bank of America cũng giống như JP Morgan, cũng là một cái position mới, lời hơn 4% và dividend yield của nó là cũng khoảng gần 2% một năm, cũng là một trong những cái stock mà rất là undervalue vào lúc này. Boeing thì với Boeing cũng giống như là Disney, mua nó để mà giữ long term, hy vọng là 5 năm đến 7 năm sau thì nó sẽ mang lại return cho mình. AT&T thì với cái stock này mình mua tại vì cái dividend yield của nó rất là cao, nhưng mà có rất là nhiều tin tức đưa ra là năm tới đây nó sẽ cắt cái tiền dividend của nó. Hiện tại với cái stock này, đây là một trong những cái stock mà mình lỗ nhiều nhất, khoảng 7%. Mua giá nó cũng rất là thấp rồi, khoảng 30 đồng, bây giờ chỉ còn 28 đồng thôi, nhưng mà mình cũng đã nhận được 2 lần cái tiền dividend của nó. JP, đây là một trong những cái position lớn nhất của mình trong portfolio này, có khoảng 100 share của cái ETF này và nó trả dividend hàng tháng, cũng lời được khoảng gần 1% rồi, 57 đồng rồi. Với cái stock này nó lên rất là chậm, với cái ETF này nó lên rất là chậm, và đây cũng là một cái position mới của mình ở trong cái portfolio này luôn. New Resident Investment thì đây, cái stock này mình vừa mới mua tuần vừa rồi luôn, mua 50 share của cái stock này, cũng lời được khoảng gần 1% rồi. Với cái stock này thì cái độ rủi ro của nó cao hơn, tại vì đây là một trong những cái công ty về REIT mà nó nhỏ so với là những cái tập đoàn khác, nhưng mà cái dividend yield của nó rất là cao. Verizon cũng là một cái position mới luôn, cách đây khoảng 2 tuần thôi, cũng có khoảng 10 share của Verizon, bây giờ thì cũng không có lời, cũng không có lỗ. Cái stock này nó không có mua cái gì hết, trong vòng 5 năm vừa rồi nó lên được 4%, nhưng mà dividend yield của nó là khoảng 4,5%, gần 5%. Caterpillar thì với cái stock này cũng có rất là nhiều tranh cãi, người ta nói là đang ở trong một cái downtrend cho nên là không có nên mua, nhưng mà mình lấy vào mình mua luôn, bỏ vào khoảng 500 đồng để mà mua, bây giờ mình cũng lời được khoảng hơn 5% rồi. Dividend yield của nó hiện tại vào lúc này là khoảng 2%, và mình sẽ giữ cái stock này cho long term.
Clorox cũng có rất là nhiều người nói mình về cái Clorox này. Mua một phát khoảng 300 đồng trước và mua xong thì nó ơn thì nó ra rớt khoảng mười mấy phần trăm và mình nhảy vào mình mua thêm luôn. Bây giờ đây cũng là một trong những cái vị trí rất là quan trọng trong portfolio của mình. Lúc trước mình lỗ khoảng 7-8% nha, nhưng mà bây giờ cũng đỡ một chút xíu rồi, lỗ khoảng hơn 1% thôi. Trong vòng một tuần rồi nó lên được khoảng gần 4%. Các bạn thấy là lúc trước là 180 mấy đồng này, bây giờ chỉ còn là 160 mấy, gần 170 đồng thôi. RYLD cũng là một cái Monthly Dividend, đây là một cái Covered Cost ETF và mình cũng mua hơn 20 share của cái ETF này, bây giờ lời khoảng 2%. Nhưng mà đây là một trong những cái ETF mà mình rất là thích tại vì nó trả tiền dividend hàng tháng cũng như là rất là cao luôn, khoảng 12.115. TD Bank cũng là một cái position mới, mình vừa mới mua cái này khoảng 1-2 ngày thôi, quên giới thiệu với mọi người luôn. Đây là một cái nhà băng của Canada và bây giờ mình cũng lời được khoảng hơn 2%. Dividend yield của nó là khoảng gần 4%, 3.6 vào lúc này. VC Property là một trong những cái stock mới, mình vừa mới mua cách đây khoảng 1-2 ngày thôi và bây giờ cũng lời được khoảng 0.5%. Mua với mức giá là khoảng 29, gần 30 đồng và mình sẽ tiếp tục mua thêm cái stock này nếu mà nó tiếp tục rớt xuống thêm. Dividend yield của nó là khoảng 4.4%. Thì vừa rồi là tất cả những cái stock mà mình đang giữ ở trong cái portfolio này và mình sẽ cố gắng cập nhật thêm những cái stock mà mình sẽ mua trong những tuần tới đây. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.